September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Hello mọi người nha. Đây nhận được cuộc gọi khẩn cấp của mấy anh công nhân cao su. Bị ông chích nhiều quá nên là bây giờ dẫn mình lên tìm lại ổ ông coi còn hay không. Quay tao cái cầm ấy. Ơi, ê. Sao giống nó quá à? Giống còn quá anh Tứng ơi. Nè nè, trước nè. Phải không ta, hai chùm rác. Thôi chùm rác mà. Chùm rác tưởng nó ổ ong chứ. Trời ơi, hết hồn. Này không biết người ta bắt chưa, sợ người ta bắt nó mới bị. Ôi còn Tứng ơi, chà bá luôn. Còn. Đây nè. Còn. Ổ này bằng ổ năm rồi bắt nè. Đây nè. Còn. Ui đây nè mọi người ơi. Bên đây nè. Trời ơi trời quá luôn. Nhỏ hơn ổ sáng mình bắt mà đều. Có cùng mặt luôn rồi. Mặt này vừa nó bị gió rớt hay gì nó bị khuyết hết miếng à. Cục này chắc được lít anh Tứng ơi. Còn. Đây. Trời ơi, nó nằm đã đời luôn mọi người, cây cao su luôn. Còn. Bắt luôn hả? Ha, để mai anh Phụng lên bắt. Đâu còn hỏi ông thử coi. Thì hỏi ông thử thôi chứ bây giờ. Chứ giờ nhang còn có miếng à. Giờ là khâu chuẩn bị nha mọi người. Giờ mình chuẩn bị đuốc nè. Chuẩn bị đuốc xong rồi chuẩn bị hột quẹt với bọc đồ nghề. Giờ mình chờ hột quẹt, mang hột quẹt lên cái mình đốt xem khói lên. Ủa ông này thì nó bị bể rồi mọi người ơi, không biết là bị ó đâm hay là ó đông hay là do người ta bắt mà bị chích công nhân quá trời, công nhân cầu mũ á. Nên là giờ người ta gọi mình lên rồi, giờ mình gặp rồi mình xử lý luôn. Nằm bệnh viện luôn á. Vợ của anh kia mới chạy ngang bị chích nữa. Giờ mình chờ viện binh qua. Giờ có viện binh rồi. Viện binh này có nhậu không ạ? Không. Giờ mình châm khói lên là mày lấy khói. Thôi mày lấy xe của thằng Lục nè, mày chạy mày để cái cao su cái mày khói lên mày bắt chứ gì. Thôi được rồi. Lỏng bạc hả Lục? Mày rút đầu nòng ra mày thay bạc bích tông đi. Mắc anh Dương cũng hút thuốc nữa hả? Chạy cái mắc pin. Hút lâu nữa kìa. Có đem điện thoại theo không? Có. Nữa hả? Ngắt quay tới chừng tao lên tới trển rồi đi ra. Nè lấy thoại tao lên trển quay luôn đi nè. Còn 19%. Gửi qua tao cũng đâu có lại mày được đâu. Quay đảo nổi. Quay 2-3 khúc, người lấy khúc nó không bị. Tao đâu ghép cho được. Tao xài bên điện thoại mà tao có ghép được đâu, tao có tải dụng đâu. Vậy đưa Lục đi. Còn cái điện thoại của tao giờ là mày lên chảnh mà Lục mới nó quay được hay không. Tao cứ đứng dưới góc đường đâu, đụng mấy con ốc con bù cắt lại quất hết cục mặt hết khúc. Đâu. Hay à? Ừ. Bù cắt nào. Con ấy. Có răng á, con có răng á. Hay con là lặng hay đâu á. Hay con quạ. Không, bù cắt. Con quạ không dám. Sáng làm ổ nó gần 2 lít. Bắt lại. Mà gần là đụng á, bữa tôi định xuống tôi bắt rồi mà thấy đụng nó kỳ, cái cây xấu quá luôn trời. Bữa nghỉ nhà đó. Đụng mới mày mà bắt ai nỉ rủa tao nói mày gần nào bắt không gần biết nó rủa đừng rồi. Thấy kỳ. À, trong miễu qua mình nay nó không dời ổ nào luôn. Ổ này là cái chuyện gần đây còn ổ nó quay cái tối quá đâu có thấy đường đâu. Tao
đất đó, nếu mà về là mấy cái hoa trà là mình nhá, nó bù đầy rồi. Đầu sáng lên quay 6 phút không lên là được. Hồi nãy mình đang quay hả nè? Ừ. Chăm ngồi cho ông nè, ông này bể rồi, dữ quá. Ủa mày quay mày đăng lên luôn hả? Có đâu, bình thường. Rồi được rồi. Tôi có chán không làm thì chứ. Chán quá à. Đồng hồ không? Không có bồng trong người phụ. Tôi hỏi không có bồng vô nữa coi rồi. Có cái à? Ủa, người ta hỏi có chưa, đừng đụng, đem heo đụng nó có rồi, nó mang hai cái. Thôi, để nữa là quay đi. Quay là lên trên mày cũng phải quay nữa. Lên quay nữa à? Lên tao nửa cây mày mở điện thoại. Ờ, nó không có trái nhang nè ơi. Được rồi, chống lầu lại đi. Sao mà quá. Lâu quá không thành nghề. Để cho anh em mình bắt nha mọi người. Bắt hả? Cái này chắc chắn rồi, dập dập cái chân đứt á, đứt trước đứt cùng với trâu lột trái đứt cùng với trâu dập đi. Đó. Ngồi dữ nè. Cây. Cài nó cho trái luôn. Rồi. Cây vậy đó. Con sâu à? Ừ. Vậy để cho anh em mình bắt nha mọi người. Con mù cát, mù cát. Đi đi đi, là đây nè Lục. Ổ này nó bị bể rồi nha. Lên. Lên trển mày xả cái cọng kẽm mày ra bỏ cái nó tưa ra cái trái gì lắm. Sao không? Nè nè. Đó. Đó. À. Từ từ. Hay là ăn hay là ấy à? Trời ơi nó bị nó chích người ta mới gọi qua bắt nè. Bị ngó đâm á. Ăn mẹ. Nghe ăn cục mạc rồi. Sâu luôn rồi sao bắt? Từ từ bắt đi mà, lẹ đi. Nó sâu luôn rồi. Dài lắm. Đó, bị bồ cát nó đâm mà nó ăn mất hết khúc mạc rồi. Đau quá leo cây. Chơi lục ngày. Lên tới đó nhánh quá trời luôn á. Cứ mở điện thoại lên từ từ nha. Rèo im im thôi đừng rung quá. Lên nhánh nữa đi, lên mắt nữa đi. Đừng có lên rầm rầm, lên nhẹ nhẹ thôi. Con ong này nó bể rồi, xuống tới rồi đó. Rồi trùm cái bồng vô trước đi. Trùm cái bồng vô đi, cột chặt lại nha. Con ong này nó dằn dữ lắm mọi người, nó xuống luôn rồi đó. Con ong này nó bị con ó đâm mà nó bể. Thường mấy con ong vậy thì nó dữ lắm. Lên mắt nữa đi, lên mắt nữa đi. Từ từ. Được chưa? Rồi lên từ từ thôi. Lên trên đi, cứ lên trên đi. Tắt đi rồi lát lên trên quay lại khác. Lên tới của ông luôn nha mọi người. Rồi ông xuống quá trời rồi. Giờ mình dần dần đi ra. Ừ thì mới ăn hết khúc hả?
Cái vậy chứ không được đâu. Cái vậy chứ không được đâu. Từ rồi thôi mày bắt lại đi. Khỏi khỏi khỏi. Khỏi đi. Móc cái bó đuốc qua bên bên đây giữ đi. Thành quả xuống nha mọi người. Xuống miếng nữa coi. Rồi thay. Hơn 2 lít. Trời ơi. Mặt vàng ao luôn. Lâu quá ngoài ngày bắt lại hơi chậm anh em ơi, mệt quá. Kiếm muốn lục ngày luôn. Dụi đi cầm ra ngoài kia bỏ luôn, cầm cái tàng ra ngoài trước đi. Này này, dở 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 dở. Con mặt bỏ luôn bằng mặt. Dụi ngang lủng. Quay dần người chạy. À lủng. Để cái nhà rồi nha. Cầm cái tàng đó đi luôn. Đi ra xong ok mọi người ơi. Đầu tới 2 lít mấy má còn mặt bự thấy mà cắt nó nhẹ mặt cao bá luôn đâu có như mặt đâu mình nghĩ làm gì cầm 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 đi. Ủa sao nãy anh Dương nói lấy ai lấy trời ơi không chịu để em gửi chưa cái tàng lại trời không em không chịu đi không lấy đó đi không chạy chạy rồi rồi hai anh em lâu quá không hành ngày rồi bắt là hơi chậm luôn. Mày làm gì vậy Đạt? Về chứ làm gì nữa. Bắt chưa Đạt. Mấy ông chưa không rồi ông to nè, chưa mày ông nhỏ đâu. Lâu quá không bị ông chích về chích có 2 mũi à. Có 2 mũi à. Mày neo đây 2 mũi sẵn tao đi qua chích 4 mũi. Đi chạy qua bên đây giờ mà. Chạy ngao 4 mũi à. Ừ, lủng bọc nè. Này cái kêu chồng vô đi mà, lủng hơn xíu à. Chồng vô đi. Rồi. Hai lít mấy mọi người. Mặt nay tháng này đâu có nhiêu mặt anh tháng này ít mặt. Chưa đi 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 chưa còn mọc dây nữa khi tôi lấy gì gì vậy đẹp trời ơi rồi dắt đi đẹp thành quả nha mọi người làm ổ thứ hai trong ngày từ để tao quay xong rồi mày quay đúng má tự nhiên cái hai hàng quay lượt bay kêu bác út đi kêu bác út quá đã nha trời ơi cái mặt quá đã luôn. Đây. Rồi. Anh em nào mình thấy hay thì nhớ thấy hay xóa kênh nha. Rồi mình kết thúc video đây ạ. Ủa